thời tiết không thuận trong những ngày qua nên hội hoa xuân và chợ hoa Tết Đinh Dậu 2017 tại thành phố Đà Nẵng vắng người mua. Người kinh doanh hoa tại đây đang gặp rất nhiều khó khăn. Vất vả đưa hơn 100 chậu hoa mai còn sót lại sau đợt lụt vừa qua để bán tại chợ hoa Tết Đà Nẵng. Ông Trần Văn Hùng, tỉnh Bình Định không khỏi lo lắng khi đến đây mới chỉ bán được vài chậu. Bây giờ thì do thời tiết bấp bênh, cho nên năm nay tôi đem ra đây tôi bán thì chung nó vất vả quá, mà ơ quá, thật là nở. Tôi đem 119 cây mà còn giờ tôi bán mất 3 cây, thì thật là cũng khổ cực quá, mùng mình khi nằm dưới đất. Tôi cũng lo tôi canh giữ mai. Không chỉ riêng ông Hùng, do trời mưa liên tục nên người đến mua hoa tại các chợ hoa giảm bất thường. Dù cho Tết đã cận kề nhưng số lượng hoa bán được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây là lần đầu tiên mà mình kinh doanh hoa ở chợ hoa Đà Nẵng năm nay. Thì lần đầu tiên khi mình vào trong này thì cảm thấy là mọi năm nghe mọi người nói thôi là mọi năm rất là đông, nhưng năm nay thấy vắng khách quá. Đến ngày hôm nay là ngày 28 Tết rồi mà cái lượng khách mình tính nhẩm ra là cũng không nhiều. Một ngày ví dụ bản thân cái quầy hàng của mình cũng chỉ đón khoảng vài chục người khách, nhưng mà chủ yếu là đi tham khảo giá chứ cũng không phải là có ý định mua. Thì tôi đi từ bữa 20 tôi ra đây, tôi người dân Bình Định, tôi ra đây tôi bán cây hoa ở chợ hoa này. Thì rất là trời thì mưa thì khách thì không có nên là rất là ớ ẩm, nên là từ ngày đó là tôi bán giờ là chỉ có 5 cây thôi, từ ngày 20 tới giờ. Theo ghi nhận tại các chợ hoa Tết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chất lượng hoa cây cảnh năm nay không bị ảnh hưởng nhiều do đợt mưa lũ vừa qua. Thị trường năm nay xuất hiện nhiều loại cây cảnh mới lạ từ các tỉnh phía Nam và phía Bắc với mức giá phù hợp. Thì năm nay cây cấu thì vẫn đẹp như năm ngoái thôi, vì năm nào em thấy cũng như năm nào hết. Tình hình thì cây rất đa dạng, mà hoa thì rất đẹp, mà trái cuộc thì cây dáng thì rất đẹp đó. Thì mấy hai năm nay thì mình lúc nào cũng chơi cuộc hết. Còn không khí thì mình ra đây thì thấy lượng khách hơi bị giảm. Mình mong rằng bà con sẽ vui vẻ mà đi chợ hoa để coi hoa cây cảnh về mà sắm Tết. Theo kinh nghiệm của các hộ kinh doanh hoa, từ nay đến đêm 30 Tết lượng người đi mua sẽ tăng lên. Nhưng nếu thời tiết không thuận lợi thì khả năng chịu lỗ của người kinh doanh hoa năm nay là rất lớn. Trước những khó khăn của người kinh doanh hoa cây cảnh do thời tiết, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ 50% kinh phí thuê mặt bằng cho các hộ kinh doanh tại các chợ hoa Tết Đinh Dậu. Bởi còn tất cả Tây Nguyên đều là sự khó khăn cả. Và như vậy ở đây những cái thông điệp của chúng ta là muốn ghi nhận cái sự nỗ lực của họ, muốn phản ánh cái sự khó khăn của họ để tất cả chúng ta có những cái chia sẻ